Máy nén khí Puma GX-2100 từ trước đến nay chưa bao giờ hết hot trên thị trường máy nén khí nhờ sở hữu hàng loạt những ưu điểm vượt trội. Song không phải ai cũng biết tất tần tật những thông tin về máy nén khí này. Chính vì vậy, ngày hôm nay, tiệm máy Đặng Gia sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về mẫu sản phẩm này. Máy nén khí Puma GX-2100 được sản xuất trên dây chuyền kỹ thuật hiện đại. Quá trình lắp ráp được giám sát nghiêm ngặt bởi các chuyên gia đầu ngành, kỹ sư chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, thân máy được sơn một lớp sơn tĩnh điện, chống ăn mòn, chống han rỉ, giúp bảo vệ các linh kiện bên trong tránh được tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài. Hiệu suất làm việc của máy với công suất 2 HP, áp lực làm việc lên tới 83, lưu lượng khí nén đạt 255 lít một phút. Cùng bình chứa có dung tích là 95 lít, giúp model GX-2100 luôn cung cấp lưu lượng khí nén ổn định, đảm bảo hoạt động luôn diễn ra liên tục, không làm gián đoạn quá trình làm việc. Puma GX-2100 có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp đặt máy trong mọi không gian và diện tích khác nhau. Tính cơ động của máy cũng chính là một những ưu điểm giúp người dùng đánh giá cao sản phẩm này. Việc trang bị bánh xe linh hoạt dưới bình chứa cùng tay sách giúp cho việc di chuyển máy trở nên dễ dàng mà không gây khó khăn cho người dùng. Motor máy được quấn 100% bằng dây đồng, lớp vỏ máy được thiết kế cách âm, kèm bộ phận giảm chấn động chống rung lắc, giúp máy vận hành ổn định hơn, tránh làm ảnh hưởng tới hoạt động của những người xung quanh. Nhờ hàng loạt những ưu điểm trên mà máy nén khí Puma GX-2100 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như dùng để bơm xe, xì khô xe sau khi rửa, xịt bụi bẩn, cung cấp khí nén cho các dụng cụ như bơm mỡ, thiết bị ra vào lốp. Ngoài ra, máy nén khí còn dùng để phun sơn, cấp khí nén cho máy mài, máy làm bóng, cung cấp khí nén cho máy khoan tay, thiết bị còn dùng để bơm hơi cho bóng. Hiện sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại tiệm máy Đặng Gia. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc comment tại video để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Đặng Gia tự hào là đơn vị cung cấp các sản phẩm thiết bị điện máy công nghiệp chính hãng với chất lượng tốt nhất cùng mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.